Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi Ngày hôm nay Mai Khôi mến mời các bạn cùng với Mai Khôi đi du lịch tới nước Ý Qua một món trắng miệng rất là nổi tiếng đến từ đất nước này Đó là món Panna Cotta Cách làm cái món trắng miệng này thì cực kỳ dễ Ăn rất ngon miệng và nhìn thì rất là đẹp mắt Bây giờ thì mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món này nha Máy khôi có ở đây là 7g lá gelatin mình sẽ cho vào trong một cái chén nè rồi mình đổ nước lạnh vào mình ngâm cho nó mềm thì thời gian nó mất khoảng 5 10 phút ha máy khôi có ở đây là 200ml sữa tươi không đường mình sẽ cho vào trong một cái nồi mình có ở đây là 300ml nước cốt dừa thì thường cái panna người ta sẽ sử dụng kem tươi, kem béo hay còn gọi là whipping cream đó Nhưng mà ở đây mới khôi đổi mình dùng qua nước cốt dừa ăn nó thơm thơm mùi dừa cũng rất là ngon Thì các bạn có thể sử dụng nước cốt dừa hoặc là kem tươi tùy ý nha Cho vào đây 50g đường, lượng đường thì các bạn gia giảm theo cái độ ăn ngọt của mình Và mình có ở đây là tinh chất và ni là Mình sẽ cho vào đây 1 phần 2 muỗng cà phê để cho cái món ăn của mình nó được thơm đó Rồi bây giờ mình sẽ đem cái hỗn hợp này đi nấu thì mình nấu với lửa vừa thôi mình khuấy đều cho đường nó tan ra và nấu cho cái hỗn hợp này nó nóng lên chứ không có cần sôi nha. Mình nấu mà thấy đường nó đã tan ra hết và cái hỗn hợp sữa nước cốt dừa này nó nóng là mình tắt bếp được rồi. Cái này nó nổi bọt là do mấy khôi khuấy mình đánh hơi mạnh tay ấy, thì nó nổi bọt thôi chứ không phải nó sôi đâu. Và cái lá gelatin mình ngâm nãy giờ nó đã mềm như thế này rồi thì mình sẽ vớt ra và mình bóp cho nó ráo nước, sau đó mình sẽ cho vào trong cái nồi sữa nước cốt dừa luôn. Mình khuấy đều để cho cái lá gelatin này nó tan ra. Mấy khôi dùng một cái bình mà nó có cái đầu nhọn như thế này nè, để lát nữa mình rót cái hỗn hợp ra ngoài một cái khuôn ấy, nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ hỗn hợp sữa nước cốt dừa vào đây. Mình thấy nó có bọt á cho nên mấy khôi sẽ lấy cái muỗng mình vớt cái bọt này mình bỏ đi để cho cái panna cotta của mình nó được mịn màng. Và ở đây mấy khôi sử dụng những cái khuôn là những cái ly nhỏ nhỏ như thế này, mình đã rửa sạch rồi ha, mình lau khô. Và mình muốn tạo kiểu á cho nên mình để nó nghiêng nghiêng như thế này nè. Còn không thì các bạn có thể để cho cái khuôn nó đứng thẳng lên cũng được, cái này tùy ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ rót cái hỗn hợp sữa nước cốt dừa vào thì các bạn cho nhiều ít tùy ý luôn. Mấy Khôi đã rót xong cái hỗn hợp màu trắng vào rồi nè thì mình được là 9 ly Còn một cái ly này thì Mấy Khôi để đây để mình chặn nó lại để cho các cái ly khác nó không có bị lăn qua lăn về Giờ thì mình đợi cho cái lớp màu trắng này nó nguội sau đó mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh mình để cho nó đông lại nha Giờ mình đi làm cái lớp màu thứ hai là lớp màu vàng thì Mấy Khôi có ở đây là 7g lá gelatin mình ngâm trong nước lạnh để cho nó mềm ra để làm màu vàng thì mấy khôi có ở đây là 250g xoài chín Các bạn có thể thay bằng thơm hay là kiwi vàng Hoặc là các bạn thích màu xanh thì mình sử dụng kiwi xanh hay là lá dứa tùy ý nha Rồi mình cho xoài vào đây để mình xay nhuyễn nó ra Thì mấy khôi cũng cho vào đây thêm là 30g đường Thì lượng đường các bạn gia giảm tùy theo cái độ ăn ngọt và cái xoài của mình nó ngọt hay là nó chua nhiều nữa Rồi mình cho vào đây là 150ml nước Sau đó mình sẽ xay cho cái hỗn hợp này nó nhuyễn ra Giống như là các bạn xay sinh tố vậy đó. Rồi xoài nó đã nhuyễn rồi thì mình cho vào trong nồi và mình cũng nấu cho nó nóng lên, nấu nóng thôi chứ không có cần sôi nha. Lá gelatin mình ngâm nó mềm rồi thì mình sẽ vắt ráo nước và cái nồi xoài của mình nó đã nóng rồi thì mình cho thẳng vào luôn, mình khuấy cho cái lá gelatin này nó tan ra. Rồi mấy khôi đã khuấy cho lá gelatin nó tan ra hết rồi nè Thì mình cũng đổ vào trong cái bình giống lúc nãy á Để mình đổ vào trong cái khuôn cho nó dễ Đây cái lớp màu trắng mình để trong tủ lạnh nó đã đông cứng lại rồi nè các bạn Mình cầm lên mình có lắc ngược lắc xuôi nó Nó cũng không có bị chảy ra tức là nó đã đông lại rồi nè Rồi bây giờ mình sẽ đổi cái tư thế của nó nha Mình lật ngược những cái ly này lại mình rót cái xoài này vào thì mấy khôi rót mình chừa nó lại một phần để lát nữa mình làm thêm lớp thứ ba là lớp màu đỏ xoài mấy khôi đã rót xong hết rồi nè thì bây giờ mình sẽ đợi cho nó nguội sau đó mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh mình để cho nó đông cứng lại luôn ha Bây giờ thì mình chuyển qua làm lớp màu thứ ba nha, màu đỏ. Thì ở đây Mai Khôi có là 350 g quả mâm xôi. Mình không mua được quả tươi cho nên sử dụng quả đông đá. À, các bạn có thể thay bằng dâu tây cũng được luôn. Thì cái quả này mình dùng đông đá mình không cần rã đông đâu. Mình lấy trong tủ đông ra mình cho thẳng vào trong nồi luôn. Cho vào đây là 150 g đường. Lượng đường các bạn cũng gia giảm theo cái khẩu vị ăn ngọt cũng như là cái độ chua ngọt của cái trái cây mình dùng. Rồi cho thêm 50 ml nước lạnh vào. Bây giờ mình bắt lên bếp mình nấu cho cái hỗn hợp này nó tan đá ra, tan đường và sôi lên. Khi mà nó sôi lên thì các bạn hạ lửa nhỏ xuống một chút xíu, mình nấu thêm 10-15 phút cho hỗn hợp này nó sệt lại một chút ha. Đây cái nồi mâm sôi của mình sau khi nấu nè thì nó bốc hơi nó còn khoảng 1/2 nồi thôi là mình sẽ tắt bếp nha. Và cho vào đây là một muỗng cà phê nước cốt chanh. Rồi bây giờ mình khuấy đều lên, các bạn để cho nó nguội rồi mình sẽ đem đi xay. Nếu như mà các bạn không thích làm quả mâm xôi theo cái kiểu sốt này á, thì các bạn có thể làm giống với lại quả xoài, tức là mình dùng lá gelatin để mình tạo cái độ đông đặc lại. Rồi cái sốt mình đã xay nhuyễn xong, và khi mình để nguội thì nó sẽ đặc sệt lại như thế này nha. Cho nên khi nấu á, các bạn nhớ canh trừ hao, tại vì nguội là nó sẽ còn đặc hơn nữa. Rồi giờ mình sẽ lấy những cái ly panna cotta ra nè Thì bây giờ cái lớp màu vàng nó cũng đã đông lại rồi Cho nên mấy Khôi sẽ để những cái ly này đứng lên Mình cầm một ly lên gần cho các bạn xem ha Đó hai lớp trắng và vàng Mấy Khôi thấy hai lớp nó cũng đã xinh xinh rồi các bạn Nếu mà các bạn không có nhiều thời gian ấy, thì mình làm hai lớp thôi cũng được Lớp trắng với vàng hoặc là lớp trắng với lại cái sốt đỏ này không Ăn cũng rất là ngon Đó bây giờ mình cho cái lớp đỏ này lên để tạo ba lớp nè cái sốt quả mâm xôi các bạn nên để trong tủ lạnh cho nó lạnh á, thì mình ăn nó sẽ ngon hơn rồi khi nào ăn thì mình chỉ cần rót cái sốt này lên trên là được tại vì cái sốt này nếu mà các bạn để lâu trong cái ly panna cotta đó thì nó sẽ lem cái màu xuống cái màu trắng với cái màu vàng nha ở đây mấy khôi có một ít xoài mình cắt hạt lựu nè mình sẽ bỏ lên trên những cái ly panna cotta này để mình trang trí cho nó đẹp đẹp á, xinh xinh cho lên một cái lá màu xanh nữa nè đó có xanh vàng đỏ chứng tỏ yêu ai Voi là vậy là món panna cotta mấy khôi đã làm xong rồi nè. Thì đây là một trong những món tráng miệng mà mình thấy nó có 3 tiêu chuẩn đó là dễ làm, ngon miệng và đẹp mắt. Đó, mình làm cho nó có ba màu là nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Nếu như mà các bạn muốn làm cái món panna cotta này nó nhanh hơn nữa, nó đơn giản hơn thì mình chỉ cần nấu cái lớp màu trắng thôi rồi sau đó mình làm thêm cái sốt đỏ hay là sốt vàng, mình trang lên trên cái lớp trắng để mà ăn cùng đó là đơn giản nhanh gọn nhất khỏi cần làm ba màu giống mai khôi ở đây mình làm ba màu là để cho những dịp lễ tết á mình làm kiểu nhìn cho nó lộng lẫy hơn đó đây cái sốt đỏ thì nó sẽ sệt sệt như thế này chứ nó không có đông đặc lại nha rồi mình sẽ ăn cùng với lớp trắng bên dưới nè rồi mời các bạn ăn chung với mai khôi nha Um, cái vị đầu tiên mà mình cảm nhận là vị chua chua ngọt ngọt của sốt quả mâm xôi Thêm cái màu trắng á, thì nó mềm mịn, nó muốn tan trong miệng mình luôn á. Rồi thêm cái vị béo béo, thơm thơm của nước cốt dừa nữa, rất là ngon Cái món tráng miệng panna cotta này á, thì các bạn phải để cho nó thiệt là lạnh ăn mới ngon nha Và bạn nào thích vị béo nhiều hay vị ngọt nhiều thì mình có thể tăng cái lượng đường lên Hoặc là sử dụng whipping cream để mà tăng cái độ béo cho cái món tráng miệng này và đây cũng là một gợi ý cho món tráng miệng trong những dịp lễ Tết sắp tới mà mai khôi muốn chia sẻ đến cho các bạn bây giờ thì mai khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ mai khôi nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like share video và để lại bình luận góp ý cho mai khôi nha bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ở biên tố